72 cho em vừa. L7072 em chào chị Đỗ Hạnh. L7072. Thôi chị không nhận được hàng chưa? L7072 cho em dán nó lên như giả váy nha mấy chị nha. Chị là chốt cái này lên cho em mã giả váy. L7072 trời ơi có túi không đẹp chưa? L7072 cho em. L7072 chốt mã giả váy giùm em nha. 25 ngàn mấy chị. Dạ hàng si chị, chị Hải Nguyễn. Hàng si chị lên cho em mã giả váy L7072. Giả váy chốt chị Hiền Phạm. Mấy chị chấm chấm like giùm em chứ. Con này mới đét luôn, con này rất là mới. Sạch sẽ, nhận cái đồ là nhìn thấy nó tươm tắt liền chứ không phải gì nhồi cục cái bỏ vô cái bịch cột lại đâu. Con này L68 cho em đẹp xuất sắc luôn mọi người nha, mới tinh luôn. L68 tại vì cái này là lúc mà hàng mới về thì mới về em khui ra là những con này là đẹp là em like đầu tiên hết á, mà bị bạn ấy bơm về đây bán tàn 50 với 70 không á. Đẹp chưa, sắp rồi. L68 lên cho em mã mã đen trắng giùm em nha. Mã đen trắng cho em L68. Mã đen trắng L68 chốt mã đen trắng em. Dạ bán chốt chị Hiền Phạm. Hết giả váy rồi mấy chị. Được rồi, cảm ơn chị Phan Hồng. Hết mã giả váy rồi chị Hồng Linh ơi. Lên em mã đen trắng mọi người nha. L68 6668. Rồi hết rồi đó mấy chị. Hết. Hết quần nha. L68 mình chốt chị Bích Phương. Rồi em lên phong trắng đồng giá 20.000 một áo nè. Phong trắng cho mấy chị qua phong trắng xong rồi sau đó em qua đầm với chân váy nha. Phong trắng còn ít em lên. Mấy chị mình ơi còn mấy trái này, còn mấy trái rớt lại này giờ chơi luôn 15.000. Chị nào hốt luôn cho em, chị nào hốt luôn cái này nha mấy chị. Đây ừ xí đây còn cái nữa nè. Cho nó hết cái lô quần ống rộng đi để em về kiện vớ lai cho nó đẹp cho mấy chị nè. Ủa cái quần này nó dây thun nó bị hơi giãn giãn rồi mấy chị. Dây thun bị hơi giãn giãn là 60kg là mặc được. Rồi lên cho em nè 15.000 luôn. Chốt cho em mã sọc 15.000 nè. Dây thun hơi bị giãn giãn nha. Đó mặc vô thấy giãn giãn thì cái này tầm chừng 57-60kg mà mấy chị mặc là vừa. Còn em mặc là nó rộng á, mặc hơi rộng. Rồi lên cho em nha, xả luôn mấy chị. Còn mấy cái xuống luôn 15.000 nè. Hồi nãy giờ 25 là lựa hết rồi. Giờ còn mấy cái xả 15.000 chị nào chốt được chốt luôn nha. Lên cho em là 6kg lại chốt cho em mã sọc. Sọc 15. Sọc 15 cho em. Rồi sọc 15 chốt chị Hải Thanh. Chốt luôn đi mấy chị 15.000 giá cho nó hết cho em luôn đi. Bên này sao nó không hiện hình lên ta. Chị Nguyễn Thi Kim giờ mới thấy chị, giờ mới thấy chị nha. Dạ đơn 100.000 là em đi đơn nha chị. 100.000 em đi đơn nha mọi người, nhưng mà phải cọc giùm em nha, cọc giùm em. Hết đen
Rồi sọc xanh cho em mấy chị. Đây 15 ngàn luôn. Tiếp tục tiếp tục. Đó. Đẹp con này đẹp mới rồi sao nãy like 25 mấy chị chốt giờ xuống 15 luôn nè. Lưng thun phía sau 50kg lại cho em vừa chốt cho em sọc xanh 15. Sọc xanh 15 cho em nha. Ủa con này đẹp mà sao mấy chị không lấy vậy? Con này vừa lưng thun mà vừa có như kéo luôn. Đó, 50kg cho em thôi mấy chị. Sọc xanh 15. Sọc xanh 15 cho em. 50, 52kg đủ lại cho em được nha mấy chị nha. 50, 52kg lại được. Đó eo cho nó chắc. Ồ con này eo 72, 74 mặc được nha mấy chị. Eo 72, 74 mặc được. Lên cho em mã sọc xanh 15. Sọc xanh 15. 60kg lại cho em vừa. Lên cho em mã sọc hồng 15. 60kg lại vừa chốt mã sọc hồng 15 cho em nha. Sọc hồng 15. Hết đen sọc rồi chị Nguyễn Thúy. Sọc xanh 15 chốt chị Mỹ Hoành. Sọc xanh 15 em chốt chị Mỹ Hoành. Rồi đen 60kg lại vừa lên cho em mã sọc hồng 15 mấy chị. Sọc hồng 15 cho em 60kg lại vừa. Hết sọc xanh mấy chị nha. Hết sọc xanh rồi chị Hạnh, chị Đỗ Hạnh nha, hết sọc xanh. Đen cho em 60kg lại vừa. Rồi, xanh lá cho em con này cũng mặc vô như cái váy mấy chị, mặc vô như cái váy nó xòe đó. Con này là vải xô cho em nha. Lưng thun phía sau. Lưng thun phía sau lên cho em mã xanh lá. Xanh lá eo 72 lại cho em vừa. Xanh lá eo 72 lại cho em vừa. Chốt cho em xanh lá 15. Con này mặc vô xè như chung váy nha. Lên cho em mã xanh lá 15. Rồi con Hồng hồi nãy em nói nè. Cái lưng thun nó hơi bị sóng sóng này. Giờ mấy chị thay lưng thun. Hoặc để mặc nó thường thường cũng được. Rồi lên cho em mã Hồng 15. Hồng 15 62 63kg lại vừa. Lên Hồng 15 cho em nha. Ở bên này chấm lại giùm em mấy chị. Sao em không thấy nó hiện comment hết trời. Đúng luôn. Hồng 15. Rồi con vàng nhạt. Vàng nhạt cho em 55kg thôi chị ơi. Vàng nhạt 55kg cho em vừa nha. Vàng nhạt cho em 15. Con này dài. Con này 1m58 mặc vừa cho em nha. Không á là nó sẽ dài. Rồi vàng nhạt cho em. Con vàng nhạt này mới. Rất mới luôn mọi người nha. Rất là mới luôn. Sọc hồng em chốt chị Nguyễn Thúy. Sọc hồng em chốt chị Nguyễn Thúy. Kết thúc cái đôi quần ống rộng luôn mọi người. Chờ kiện mới về là em like nha. Em like quần ống rộng kiện mới nha. Alo, em thấy chị Chi Nguyễn nha, em thấy mấy chị nha, giờ nó mới hiện. Ủa, em bấm sai rồi. Sai lại. Sọc hồng của chị Nguyễn Thúy nha. Con vàng này 55kg lại chị Chi Nguyễn. Con này eo 76 đổ lại cho em nha. Eo 76 lại, con này dài 1m58 đủ lên mấy chị mới mặc vừa. Còn thấp là phải cắt la nha. Rồi đây con đen này lên cho em mã sọc đen 15 ngàn, con này là phi lụa cho em nha. Lên cho em mã sọc đen lại giùm em nè. Sọc đen eo 84 đủ lại cho em. Để coi. Rồi sọc đen eo 7684 cho em nha mấy chị nha. Lưng thun nửa sao lên cho em mã sọc đen eo 7684. Sọc đen 15 lên cho em. Sọc đen 15 eo 7684. Sọc đen.
con này hồi nãy chị nào chốt 25 rồi, con này đẹp lắm nè. Rồi sao em chưa ghi á, lên lại con này nha mấy chị nha. Con này size 28, con này 25 cho em nha. Con này đẹp lắm, hồi nãy chắc em chưa ghi á, con này mà không lấy cũng thôi luôn. Con này eo 72 74 cho em nè. Con này eo 72 74. Nó mềm, nó có độ co giãn cho em nữa nha. Eo 72 74, 76 vẫn mặc được cho em, tại vì em thấy cái vải nó có co giãn nhẹ nhẹ. Trời ơi đẹp dữ lắm luôn rồi luôn. Rồi chị là chốt này lên cho em. Lên cho em mã 1 mã 1 25.000 cho em. Mã 1 25.000, eo 74 76. Mã 1 25.000, eo 74 76 nha. Con này 25 cho em nha, con này không bán 15 đâu. Con này nó có co giãn cho em nữa nè. Eo 74 76 mềm đẹp. Lên cho em mã 1 25.000 cho em nha. Con này em không bán 15 được. Tại vì hồi nãy con này nếu có ai chốt rồi mà em quên ghi đó. Sọc đen 15 em chốt chị Hải Thanh. Mã 1 em chốt chị Hải Nguyễn Thị. Chị Hải Nguyễn Thị lên số điện thoại giùm em. Chị Hải Nguyễn Thị lên số điện thoại giùm em thôi, xuống la nhớ nhắn tin nha, cọc em mới ghi đơn nha người đẹp. Đen trơn 72. Đen trơn 72 là cái nào Bích Phương? Đen trơn là cái nào em ơi? Trời ơi cái con này, ủa con này em chưa like, con này đẹp lắm, con này cũng 25 cho em nè. Nó lộn rồi ta, đen trơn là cái nào? Hello chị Kim Thúy. Có để hồng đây chị. Hồng đây nha, hồng thì em nói rồi, cái dây thun nó bị xoắn nha mấy chị thôi, về mặt rồi bình thường được, nhưng mà mấy chị thích cho nó đẹp xíu thì mấy chị á tiện thay cái dây thun. Bán 15 ngàn thôi. Rồi cái hồng này 15 ngàn cho em. Số 2, số 3 ký lại vừa có hai túi trước. Quần đang mặc em chốt chị Hải Nguyễn Thị. Chị Hải Nguyễn Thị nhớ cọc giùm em nha, không cọc thì em nhường cái này qua cho, không cọc thì em nhường cái này qua cho chị Hoa Nhã Kỳ nha. 25 ngàn, nếu mà không cọc em nhường qua chị Hoa Nhã Kỳ. Nếu mà không lấy là cái này em bỏ qua cho chị Hoa Nhã Kỳ nha, cái thang mặt nha. Ok chị Hải Nguyễn Thị. Chị Thúy ơi, chị nhận đơn hàng chưa? Gửi hàng cho chị được chưa? Rồi, chị nào chốt cái hồng này lên vậy em. Hồng 15 cho em nè, hồng 15 cho em với chị hả? Cái này là cái dây thun bị sẵn. Xanh eo bao nhiêu, xanh nào chị hả? Các chị đang mặc, giờ chị kêu mã 1, em lên cái mã 72 là chị chốt mất tiêu rồi. Hồng nè chị Mai Khanh ơi, 15 ngàn nha chị. Rồi hồng em chốt chị Mai Khanh. Cái xanh nào vậy chị Chi Nguyên? Cái xanh nào chị? Hàng chị em còn để đây nha, đâu dám xả chị đâu, hàng chị là giữ nguyên luôn. Không có xả. Rồi con này 25 cho em nè, con này hồi nãy em like bị sót, con này hồi nãy em chưa like. Con này hồi nãy em chưa like nha, 25 ngàn cho em, con này đẹp, siêu đẹp. Trời ơi, eo 72 đổi lại cho em nè. Eo 70, 72 cho em, con này xuất sắc luôn nha. Eo 70, 72,
70 hủy 2 chị. Em 68 vẫn mặc được con này. Rồi chị lên giùm em là mã đen lụa cho em nha. Con này lụa đẹp lắm. Con này là phi lụa cho em. Lên cho em mã đen lụa 25. Đen lụa 25 cho em nha. Em 70 72. Ở đây là hai cái nút của nó. Cái này gài hai nút nữa chị ha. Đen lụa cho em nha. Eo 70 72 cho em mã đen lụa. Con này chưa like đúng rồi, con này nãy chưa like. Đen lụa giùm em mấy chị. Đen lụa, đen lụa. Rồi còn ba con này nó ếm vậy ta. Em lên áo thun nha. Đen lụa cho em chị. Chị Hải Nguyễn Thị nè. Chị Hải Nguyễn Thị nhớ inbox giùm em nha chị, không inbox làm nhường qua cho người khác nha. Trời ơi, đẹp xuất sắc chưa? Mới cáo cạnh. Đen lụa 25 chú chị Hải Nguyễn Thị nè. Cái này mà chị Hải Nguyễn Thị không cọc thì là sẽ nhường qua cho Bích Phương nha. Chị tại vì chị Hải Nguyễn Thị chút trước. Rồi dự bị cho Bích Phương nha. Đó, xuống mà không cọc cho em là chuyển qua cho Bích Phương. Chuyển qua cho khách cũ, khách cũ quen mua quen, khách mới mà không cọc là em chuyển nha mấy chị, chứ để là không nhận hàng là cực em lắm. Chị hỏi lúc em like hả, cái xanh này hả chị hay xanh nào? Tại không có thấy comment chị ơi, nó comment em không có thấy, bữa nay không có thấy comment, nó lâu lắm nó mới hiện lên luôn á. Nè bây giờ quá trời người chốt đen lụa luôn, giờ em mới thấy nè. Hết đen lụa rồi mấy chị, hết đen lụa. Con xanh này 15 ngàn nè. Con xanh này eo 76 cho em vừa giả váy. Con xanh này eo 76 nha. Eo 76 đổ lại cho em. Eo 76 thì tầm chừng 55kg đổ lại mấy chị mặc được. Đó chị là chốt xanh 15 lên xanh 15 cho em. Con này là dạng giả váy mọi người nha. Eo 76 cho em. Xanh 15. Xanh 15. Trời, đấy, cái ơn của bạn này mười mấy cái quần em còn tặng cho cái giờ cái này nữa nè. Mà bơm mức dê chứ. Rồi cái này là trong váy rinh cho em nè. Giờ em tặng luôn. Cái này hàng liêu nha. Hàng liêu thanh lý em tặng. Của cái trong váy rinh này eo 80 cho em đó chị. Comment giúp em là tặng váy rinh cho em. Tặng váy rinh con này là hàng new mới. Trong cái đơn của các bạn này mười mấy cái quần, chốt là mười mấy quần nên em tặng cho cái quần, cho cái này. Đó, mà bị bơm về luôn. Mấy em mà tặng váy rinh eo 80. Tặng váy rinh eo 80 cho em. Chị Hương Mùi. Chị Hương Mùi ơi, hàng chị ở Nghệ An, em ở trong Bình Thuận thì hàng gửi nó phải là bốn, nhanh nhất là 4 ngày rồi, không là nhiều khi tới 5-7 ngày nó mới tới, chờ giùm em chứ nha. Chứ em ở xa chị mà đâu ở gần đâu mà ngày nay gửi thì mai tới được. Với lại em cũng không ở trung tâm á, em ở trong thôn, gửi nó phải ra xã, ra xã nó lên huyện rồi nó mới ra tỉnh, rồi nó mới đi tỉnh khác được, nó nhiều vòng lắm nên nó hơi chậm. Tặng váy em tặng chị Mai Khanh. Không phải dự bị đâu, ok chị xuống la nhớ. Nhớ nhắn tin giùm em là cọc cho em là được. Trời mấy chị ơi, em qua áo thun nha, còn lại mấy cái thì em để đây. Để khi nào chị có đơn em lại tặng cho mấy chị làm quà. Cho rồi, đó phun tiếp cho em đồng giá 20.000 phun trắng 55kg lại vừa chốt cho em mã chữ đỏ. 55kg lại vừa mã chữ đỏ cho em nha. Đồng giá 20.000 một áo. Xả luôn còn
còn khoảng chừng 40 cái nữa mấy chị. Ôi cái này đẹp chưa? Không, con này em tới 55 luôn mọi người nha. 50 52 kg cho em thôi, 50 52 kg lên trên mã chữ đỏ. Còn con này hiệu đẹp luôn. Dáng ôm con này dáng ôm cho em 62 63 kg lại vừa nha. Chốt cho em mã chữ tím. Dáng ôm lên trên mã chữ tím. 62 63 kg lại con này nha. Chốt cho em mã chữ tím. Cọc chị Mỹ Hạnh ơi, cọc cạp cho em hoặc là có số tài khoản thì chuyển khoản qua cho em chị. Nếu mà mấy chị thật sự mấy chị uy tín muốn nhận hàng, mua hàng đàng hoàng á, em không mất cọc đâu. Đó giờ em bán hàng không mất cọc. Nhưng mà dạo này bị bơm nhiều quá, khách mới bơm nhiều quá trời, nên buộc phải cọc mọi người. Đó, cọc một lần á mà mười mấy cái quần, bơm lần mười mấy cái quần đơn đi về hết 100 mấy ngàn tiền ship của em luôn á. Cái kế sọc trắng là cái nào vậy chị ấy thị? Dạ hết rồi nên em mới xả rẻ đó chị. Chữ tím em chốt chị Trang Thu. Ô sao nãy giờ không thấy chị Trang Thu nè. Chị An Yên, hồi nãy giờ không thấy, không chốt được cái nào luôn. Mấy chị ơi, comment nó không có hiện, cái lúc hiện thì đã chốt cho người khác mất rồi đó. Hết quần rồi chị, còn quần rin, mình xem quần rin không, em lên quần rin. Rồi cái này dạng như đầm nha mấy chị nha. Cái này dạng như đầm sống kiếm lại vừa chốt cho em, đầm 15 ngàn. Đầm 15 ngàn cho em. Thiêu nha, cái này thiêu hết luôn đó. Thiêu với lại vải rin nó may đây nè. Cái những cái mảng này là vải rin đó đó. Rồi chốt cho em mã đầm 15. Đầm xuông mấy chị ha. Đầm 60 ký lại vừa cho em 15 ngàn. Đầm 15 ngàn cho em nè. Tại những con đầm đó người ta ít mặc thì mình bán rẻ. Mặc nhà áo thun thì mình mặc ra đường thường xuyên nên là em bán đồng giá 20 ngàn. Lên trên mã viền đen cho em 60 ký lại vừa chốt viền đen. Như mùi mua tiếp đi chị, hàng đẹp giá rẻ mình yên tâm. 60 ký lại vừa chốt mã viền đen cho em nha. 60 ký lại cho em vừa lên trên mã viền đen. Con này size XL. Ủa này trơn lĩnh luôn, bán con này cho mấy chị 10 ngàn luôn. Chốt cho em mã trơn 60kg lại vừa mã trơn 10 ngàn. Mã trơn 10 ngàn cho em nha. Có chị mua là ok, đúng rồi chị, quá ok luôn. Rồi trơn 60kg lại cho em vừa chốt cho em mã trơn 10 ngàn nha mấy chị nha. Trơn 10 ngàn cho em nè. Con trơn đẹp. Trơn 10 ngàn. Con này cũng trơn luôn mấy chị nha. Lên cho em. Con này cái cổ nó rộng quá, em tặng chị nào mặc lấy mặc mấy chị ha. Con này cổ hơi rộng. Này cổ em thấy hơi rộng. Comment giúp em là tặng áo. Tặng áo cho em nha. Tặng áo. Trời ơi, con này mới đẹp nhưng mà em thấy cổ hơi rộng. Rồi em này em thấy em, em cảm thấy mà em tặng được là em tặng mấy chị hết, chứ không phải là nó xấu mới tặng đâu nha. Hàng về chưa chuyển tiền. Chuyển rồi mà chị, mới nhận 400 mấy rồi mà. Em nhận 465 ngàn rồi. Viền đen em chốt chị Mai Khanh. Trơn chốt cho An Yên. Chốt trơn chốt chị An Yên. Chị comment mà nó chậm. Ồ, chị Hương Bùi comment sao mà. Viền đen em chốt chị Mai Khanh của 20 chứ. Rồi trơn em chốt cho chị An Yên. Hết mã trơn 10 ngàn chị Hương Nguyễn. Hết mã trơn 10 ngàn. Đầm 15 em chốt chị Nguyễn Thúy. Đầm 15 em chốt chị Nguyễn Thúy. Em có đầm có phát bomber, hình như có mẫu có nhiều nhưng mà like không kịp thôi. Có con nào độc lạ không để em like lên nữa chị Trang Thu. Quần sọc đằng sau em là anh Hào ta.
là sao em, nó phía nào chị? Tầng áo chị may khăn. Rồi tặng áo chị may khăn nha. Mới đét mấy chị ơi. Không em lựa ra là thiệt đó, cái nào mà bẩn mà em nói mấy chị hết hết á. Rồi lên tiếp cho em mã trơn 10.000 cho em nè. Đẹp. 55kg lại vừa lên cho em mã trơn 10.000. 55kg lại vừa chốt mã trơn 10.000 cho em nha. Mã trơn 10.000. Rồi con đầm này còn tan cho em luôn. Con đầm này còn mới luôn nè. 60kg. Còn con này bự. 62kg lại vừa chốt cho em mã đầm. Đầm 20. 60-62 chứ lại vừa chốt em mã đầm 20 dáng suông rất là đẹp nha. Rồi cái này mấy chị mang về thể thao đẹp lắm. Rồi lên trên mã đầm 20, 60-62 ký lại vừa. Đầm 20 chứ. Đồng giá 20 cái nào giá khác em bán. Chấm like mấy chị, em hết thấy men nữa rồi. Rồi đầm em chốt chị Tiết Mang Nguyễn nha. Trơn chúng chị An Yên. Tương lô nó còn mấy chục cái, lô còn mấy chục cái nên em bán rẻ nha mọi người ơi. Chứ hàng là đẹp. Chị hỏi em cái quần sọc đằng sau em là cái nào ta, em không nhìn ra được cái nào á. Đằng sau em là cái này hả chị, cái này là áo nha, cái này bên này là sọc là áo. Rồi lên tiếp trên mã trơn 10.000 đẹp chưa. 57kg lại cho em vừa lên trên mã trơn 10.000. Comment tiếp cho em. Trắng phao. Ồ hiệu đẹp đúng nha. 55-57kg lên trên mã trơn 10.000 cho em nè. 55-57kg. Cái khúc chỗ này sao mà nó trơn không à. Để kiếm cái hình like coi. Bà này trơn không. Rồi, con này hiệu star cho em nè, con này đẹp luôn á. Lên cho em mã sao. 60kg lại vừa chốt sao cho em nha. 20, chốt cho em mã sao. Mã sao giùm em 20. Đầm 15 hết rồi chị Tuyết Mai. Vậy là cái đầm này em chốt qua cho chị, cho chị Mai Khanh. Đầm 15 hết nha chị. Cái đầm này là mới luôn, cái đầm này còn tan luôn cho em nha. Vậy cái đầm này chốt chị Mai Khanh nha. Chị Mai Khanh ơi, đầm này em chốt qua chị Mai Khanh. Đầm 15 hết rồi nha chị. Chị vẫy tay rồi, ok chị. Trơn chốt cho chị An Yên. Hàng gì đẹp không hả chị? Hàng lúc nào cũng đẹp mà. Đầm không chị Thúy ơi? Đầm không em like đầm cho lựa. Hết mã trơn 10.000 rồi mấy chị. Hết mã trơn 10.000. Rồi con này lên cho em mã sao. Mã sao 20. Đâu rồi? Đây. Mã sao cho em 60kg lại vừa chốt mã sao. Sao cho em nha. 60kg lại vừa cho em mã sao. Hiệu star đó mấy chị. Thì cái đó là con hiệu luôn, chính hiệu luôn á. Rồi con này to nè, 65kg lại cho em vừa chốt cho em mã chữ đen. 65kg lại vừa chốt mã chữ đen cho em. 65kg lại vừa lên cho em mã chữ đen nha. Chữ đen. Nó giữ comment đi, em coi gần luôn. Trời ơi, con này siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Con này phong rất tốt cho em mà dán nó là dán. Dán hở người á, chứ không phải dán ôm vô người. Đẹp dữ lắm luôn. Con này chốt mã lửng cho em nha. Mã lửng giùm em, con này 65kg mấy chị mặc cũng được, tại vì nó không ôm vô người nha. Rồi chốt giùm em mã lửng. Mã lửng giùm em, lửng 20. Hết mã trơn, hết mã trơn mấy chị. Rồi lên mã lửng cho em nha. Lửng, mặc với quần sót đẹp luôn. Lửng. Giờ chị Tâm Vũ, cái sọc L72 quần á hả chị? Quần hết
eo bao nhiêu đó, còn hai cái này là eo này em đo bao nhiêu, hai cái này là 55 kg loại vừa nè, còn hai cái này 55 kg loại vừa nha. Một cái là xanh kiểu dạng trong váy 15.000, rồi một cái vàng cho em nha, vàng vàng nhạt. Rồi lên cho em tiếp mã cô gái cho em với chị. Cô gái 52-53 kg lại cho em vừa, lên cho em mã cô gái. Cô gái 52-53 kg lại vừa, chốt cô gái cho em nha. Có, chờ em xíu nha. Em like cho hết cái mớ áo thun này đi rồi em lên đầm nha mấy chị. Lẫn chốt chị An Yên. Lẫn hay chốt chị An Yên. Dùm em 65 kg lại cho em vừa, lên cho em mã chữ nâu. 65 kg lại vừa, chốt mã chữ nâu cho em nha. Chữ nâu có dáng ôm chị, mà đã dáng rộng thì nhiều hơn, đa số là dáng rộng. Đây chuẩn bị em lên coi dáng ôm. Chữ xanh cho em nha, 60 kg lên cho em mã chữ xanh. 60 kg lại cho em vừa, chốt cho em mã chữ xanh. Đồng giá 20.000 một áo, cái nào giá khác em báo nha. Chữ xanh. Đây con này dáng ôm nè chị. Con này nhìn đẹp luôn. Rồi lên cho em mã chim dùm em. Mã chim cho em nha, con này nhiều đẹp lắm. Con này size L, 57-58 kg cho em vừa, rất là đẹp. Con này dáng ôm 57-58 kg lại vừa nha, đó 57-58 kg nữa lại, lên cho em mã chim. Rồi lên cho em mã đầm 15. Đầm 15 cho em mấy chị ha. Đó, đầm 15 cho em nè, 55-57 kg lại vừa, chốt cho em mã đầm 15 mấy chị, 55 kg thôi, đầm 15 dùm em nha, 55 kg lại vừa, lên cho em mã đầm 15.000, đầm 15.000, vừa Mickey đẹp chưa, chốt mã Mickey cho em, 55 kg lại vừa, lên cho em mã Mickey, 55 kg lại vừa, chốt mã Mickey cho em, mã Mickey chim chốt chị An Yên. Màu đen có chị, màu đen thì em có hàng mới chị, còn hàng si này là em chỉ có màu trắng thôi, cái lô này là phong trắng. Chim chốt chị An Yên. Mickey giùm em mấy chị. Cho em nha, 55 kg lại vừa, lên trên mã Mickey, 55 kg lại vừa, chốt mã Mickey. Rồi lên mã đầm 15 cho em, con đầm này còn tem luôn sao. Đầm 15 nhìn em nha, đầm 15, con này chắc đầm của bé mấy chị ơi, 40-45 kg lại vừa, đầm của bé nha, nhìn cái kiểu nhỏ nhỏ tuổi. Rồi chốt cho em mã đầm 15, đầm 15 nhìn em mấy chị hơn, đầm 15. Hết cái này em like đầm nha mấy chị. Rồi con này ôm nè, con này ôm đẹp luôn nè, con này thun đẹp lắm. 55 kg lại cho em vừa, 55 kg lại vừa, chốt mã ôm cho em nha. 55 kg lại vừa, lên trên mã ôm. 55 kg lại vừa, chốt trên mã ôm. Rồi con này dáng lửng giống con nãy em mặc nè. Hết mã chim rồi mấy chị. Lửng cho em 60 kg lại vừa, lên cho em mã lửng. Coi mặt lên mã ôm cho em nha. Rồi con này lên cho em mã lửng. Quần jean, quần jean dài ha chị. Quần jean dài em còn ít lắm chị Thúy ơi. Quần jean dài, nếu mà xem quần jean dài á, thì mấy ngày nữa đi chị, em về thêm nhiều á. Mấy ngày nữa em về thêm hàng quần nhiều, em like cho. Con này lên trên mã tim đỏ, 55 kg lại vừa, chốt mã tim đỏ giùm em nha. 55 kg lại vừa, chốt trên mã tim đỏ. Lẫn em chốt chị Hương Nguyễn. Chị Hương Nguyễn lên số điện thoại giùm em ha. Chị Hương Nguyễn khách cũ hay khách mới vậy chị? Hello chị Mai Thanh. Ngày nay nói chụp bill chị mẹ quên.
thoại giùm em với. Mọi người ơi, xem đầm không mấy chị đẹp? Quần rin chị Thúy ơi, chị Thúy ơi, quần rin giờ là eo chị bao nhiêu vậy? Khách cũ. Chị nhớ nhắn tin qua lại giùm em nha, chứ để em không có nhớ, còn không thì lên số điện thoại cho em. Tại vì em không nhớ hết khách đâu mọi người ơi. Một nhiều chị nhớ mình em được, chứ mình em nhớ nhiều chị hơi bị khó. Em mà thường xuyên thì em nhớ. Rồi 5 7 8 ký lại cho em vừa chốt cho em mã cô gái. 5 7 8 ký lại vừa lên mã cô gái cho em nha. 5 7 8 ký lại vừa lên cho em mã cô gái. Con này đẹp với chị, con này mới tinh luôn nè. Rồi chị nào chốt mày lên cho em mã chữ hồng. Chữ hồng này mấy chị mặc lệch vai về được nha, mặc xéo vai về cho em được nè. Chữ hồng 60 ký lại cho em vừa lên cho em mã chữ hồng. Chị xuống like cái rồi chị vô cái trang của em có chữ nhắn tin, chị bấm chấm qua giùm em một cái là được. Lai đầm nha, em lai đầm. Còn quần rinh mấy ngày nữa đi chị Thúy. Quần rinh giờ, quần rinh dài còn mấy cái à, lai nó là chị cũng không có lựa được. Nó nhiều mới lựa được. Giờ em lai qua đầm đây. Rồi cái này nó bự tổ chả luôn á chị ơi. Bự bành kỳ luôn, mấy cái này với chị 15 ngàn nha. Chị nào mua nó đẹp dữ lắm, nhưng mà nó bự. Này chắc phải 75-80 ký. Chốt mã bự cho em 15 ngàn. Mã bự 15 ngàn cho em cổ tim đẹp mới. Đều nó bự chán. Bự giá các bạn, mở bự cho em ha. Rồi con này dán ôm cho em nè. Con này dán ôm 5 7 8 ký lại vừa chốt cho em mã sọc xanh. 5 7 8 ký lại vừa chốt mã sọc xanh cho em nha. Sọc xanh 5 7 8 ký lại vừa chốt mã sọc xanh. Rồi con này dán ôm 55 ký lại vừa lên cho em mã chữ. Chữ cho em nha. Chữ. Còn mấy cái áo thun nữa thôi là em lên đầm. Có nhưng mà mấy ngày đưa chị Kim Thúy, tại hiện tại nhà em hết rồi chị. Rồi mã chữ cho em nha, mã chữ 55 ký lại vừa lên trên mã chữ. Chữ hồng cho chị Kim Thúy. Mấy ngày nữa đi chị Thúy ơi, em đợi quần rinh về chị em like rồi chị lựa rồi em đi đơn luôn cho. Giờ quần rinh hết rồi, lắm còn dài còn đùi không à. Giờ em like đầm nha. Chị Trang Thu. Ủa mã tặng nào vậy chị? Nãy giờ có mã tặng không ta? Nãy giờ không có mã tặng đâu. Quần rinh có không đứng chị Hải Nguyễn Thị? Chị muốn lựa thêm quần rinh á, mà chị cứ cọc cho em đi rồi hàng về cái chị vô chị lựa. Quần rinh ống đứng đẹp lắm. Quần rinh ống đứng cực đẹp luôn. Nhưng mà còn ít nên em không like, tại vì nó like nó ít size mấy chị khó lựa nha. Quần rinh rất là đẹp, em bán 65 ngàn một quần thôi, bao đẹp luôn đây nha. Đó cái này size nhỏ em xí ra để em mặc nè, em xí ra mặc đẹp lắm. Có nha chị, nếu ấy thì chị cứ cọc cho em đi rồi tầm chừng khoảng 3 ngày nữa là hàng về tới rồi. Rồi con này nó hơi mềm mấy chị, hơi mềm cho em, nó thun nó đẹp lắm, hình như nó bị hơi giãn rồi đó. Bán 10 ngàn cái này nha, chị nào chốt lên nha em. Dù chị nào ký to thì mình mặc nó bình thường. Con này chắc 62-63 ký cho em vừa. Chốt em, chốt cho em mã hoa 10 ngàn. Ôi siêu phẩm luôn á, thiêu đẹp lắm. Nhưng mà có điều em thấy cái làn da này nó hơi giãn giãn. Hello chị Hạnh. Trời giờ mới vô mùi vô máy luôn rồi đó. Bấm nhầm. Sọc xanh chốt cho chị An Yên. À, vẫn học online à chị? Ở em là đi học bình thường rồi. Hoa 10 ngàn hết chốt chị Trang Thu. Chị Mai Thanh. Chị Mai Thanh đi, em gửi hình cho lựa. Tại em có chụp hình hết rồi mà. Tại sẵn hồi nãy em like đầu like rồi. Sẵn em gửi hình cho lựa.
lên 65.000 một quần dài, 45.000 một quần đùi cho em thôi. Trời, cái máy may nè, cái hình máy may mấy chị 10.000, chốt mã máy may 10.000 cho em nha. 55-57 thiếu lại vừa. Cái hình nó hơi quái quái. Thôi cho em mã máy may 10.000. Máy may 10.000 cho em. Thôi 10.000 của chị, đúng rồi. Máy may cho em nha. Dớt giác chị Kim Thúy ơi. Cái nào cũng tặng hết, em gái lỗ dối luôn. Cục dối luôn á. Rồi con này lên cho em. Mã cô gái cho em nha. Cô gái nhà bự. Cô gái này 65kg cho em nè. Lên cho em mã cô gái. Cô gái cho em nha. 65kg lại vừa, chốt cho em mã cô gái. Dáng rộng. Hồi nãy cái này em lấy chị Phương Nguyễn. Rồi Mickey giùm em. Mickey cho em 55-57kg. Lên cho em mã Mickey. 55-57kg chốt mã Mickey cho em. Mickey giùm em nha, 55kg thôi mấy chị, cho nó thoải mái. 55kg lên cho em mã Mickey. Rồi con này dán ôm cho em mấy chị ha. 55kg lại vừa, chốt cho em mã trơn 10.000. Con này lên là dán ôm nha. Trơn 10.000 giùm em. 55kg lại vừa, chốt cho em mã trơn 10.000. Con này lên với quần rinh rất là bụi nè mấy chị. Dán dài dài. Rồi lên mã dài cho em đi. Mã dài cho em nha. Mã dài 55kg lại vừa, lên trên mã dài. Không giấu quần này. Con này chuẩn giấu quần luôn. Rồi mã dài cho em nha. Mã dài Mickey. Em chốt chị Hương Nguyễn. Mickey chốt chị Hương Nguyễn. Cái này là phong trắng, nó chỉ là trắng, nó nhiều hình thôi chị, nó không phải là phong màu nên không có màu. Chị nào mà xem áo màu em lên hàng mới chưa? Hàng mới bình thường em bán là 35.000 một cái, 3 cái 100. Hôm nay em cũng vẫn xả cho mấy chị banh sát luôn. Trơn em chốt chị An Yên. Máy may chị Thu Lê. Chị Thu Lê cách cũ hay cách mới vậy chị? Chị Thu Lê khách cũ hay khách mới gì người đẹp ơi? Để em biết chốt đơn nha. Chị Thu Lê khách cũ hay khách mới, lên số điện thoại giùm em chị ơi. Hết mã trơn mà chị Hương Nguyễn, em còn cái trơn này chị lấy đúng không? Rồi cái trơn này giống đầm body. Rồi cái trơn này nó dài như vậy nha, 50-52kg cho em thôi, chốt cho em mã trơn. Chốt lại mã trơn giùm em nè. Chốt lại cho em mã trơn 10.000. Trơn 10.000 cho em nha, 50-52kg lại vừa, lên cho em mã trơn 10.000. Rồi con tím đẹp chưa, con tím 65kg cho em nha. Lên cho em mã tím. 65kg lại vừa, chốt mã tím. Chị Thu Lê khách cũ hay khách mới chị ơi, lên số điện thoại giùm em với lại nhắn giùm em nhớ để em biết chốt nha. Không có số điện thoại chưa chốt được. Rồi con này lên mã cây cho em với chị, nguyên cái cây nè. 60-62kg cho em vừa, chốt mã cây cho em. Mã dài chị Thanh Huyền, lên số điện thoại với chị. Không có số điện thoại sao em chốt. Khách mới nè, không lên số điện thoại sao em chốt mấy chị ơi. Chị Thu Lê xuống line inbox giùm em nha chị. Cọc chuyển khoản mới đi đơn nha người đẹp. Hàng này là hàng si nha, hàng em đang like là hàng si. Tím em chốt chị Hương Nguyễn. Tím em chốt chị Hương Nguyễn. Tím 20. Cái này là hàng si nha chị Thu Lê ơi. Rồi mã máy may với mã dài em chốt chị Thu Lê. Mã máy may nè. Mã dài là mã nào ta? Rồi mã dài đây. Máy may với mã dài em chốt chị Thu Lê.
cái mã. Ủa, mã máy bay đâu à? Cái máy bay em mới cầm bước đầu rồi nhỉ? Cho 10.000 ở chốt chị Hạnh. Rồi em qua đầm nha mấy chị. Hết áo thun nha. Hết áo thun. Lai đầm nha mọi người ơi. Còn cái này chị nào chốt lên cho em mã cây cho em nha. 62kg lại cho em vừa lên cho em mã cây. 62kg lại vừa chốt mã cây giùm em. Rồi em lên đầm nha mấy chị nha. Si nha mấy chị nào hồi nãy nói thêm áo thun hàng mới, chị nào còn xem áo thun hàng mới hả? Rồi đẹp chưa mấy chị ơi, cái này còn tem luôn đẹp, cái này là của Hàn Quốc nè, đây chữ Hàn mà nó để là 5.500 ul là không biết bao nhiêu tiền nha mấy chị, 5.500 ul ha, tiền Hàn Quốc 1.000 ul là bao nhiêu tiền em không biết, đẹp lắm. Con này còn còn tem luôn, còn mới nha. Rồi bán mở hàng con đầm này rẻ rẻ nè. Em bán mở hàng con đầm này cho chị rẻ con tem luôn nha. 57-58kg lại cho em vừa. Bo thun nha mấy chị ha, 57-58kg. Eo là lưng thun. Rồi mở hàng con đầm này chốt cho em mã mở hàng 40.000 thôi mấy chị. Lên mã mở hàng cho em. Ở đây cái veo nó màu đen sẵn luôn. Cái eo nó màu đen sẵn như mình có cái nịch sẵn gì đó. Đẹp dữ lắm luôn. Cái này của hàng nha. Rồi chốt mã mở hàng cho em 40.000 thôi mấy chị. Mở hàng đẹp. Von lụa hai lớp cho em nha. Von lụa hai lớp chốt cho em mã mở hàng 40.000. Trên 10.000 em chốt chị Nguyễn Hạnh rồi á. Mười ngàn trơn em chốt chị Hạnh rồi nha. Rồi lên cho em mở hàng 10.000 mấy chị, mở hàng 10.000 cho em nha. Quên mở hàng 40.000 chứ mấy chị, mở hàng 40.000 giùm em. Hết mã dài rồi chị Thanh Huyền. Thun, xem áo thun đen hình gấu hả chị? Áo thun đen hình gấu là áo thun rộng này nè, hàng mới, cái này em bán 55 giờ em sale có 45, còn cái thun đen này nè. Chị nào chốt đó, cái này bữa bán 55 nè. Cái này chị Hạnh có mua rồi đẹp nè. 75kg lại cho em vừa, cái này dán rộng nha. Chị nào chốt áo đen 45.000 lên áo đen 45.000 giùm em. Cái này là hàng Quảng Châu, còn cái hàng mà ba cái 100 nãy em nói là khác. Cái này em bán 55 giờ sale 45 nè. Nào chốt áo đen 45 lên áo đen 45 giùm em. Áo đen 45 lên giùm em, áo đen 45 nha. Sao mà em không thấy comment gì đâu á ta? Không thấy comment luôn á thôi. Chị hả Nguyễn Thị ơi, em ra chị vô
fan của em chị coi chung với mấy chị cho nó đông nha. Bên này nó ít người quá, em bấm tắt em vô lại nha. Tắt vô lại, chị vô lại giùm em nha. Có cái tắt lưng chị ơi, hồi chiều mới gọi đầu đó em sao tắt. Giờ nó nóng quá trời luôn. Đẹp gì mà không chỉ nào chốt ta, mở hàng 40.000 mà mai chốt quê như vậy. Đầm em mặc chốt chị Kim Thúy, giờ mới thấy comment nè. Hết mã mở hàng chị Nguyễn Hạnh. Đen 45 em chốt chị Hương Nguyễn. Rồi đen 45 em chốt chị Hương Nguyễn. Đầm mở hàng là của chị Kim Thúy 40.000. Chị nào mà rộng á, thích thả suông thì thả, còn thích
25.000 cái đầm em mặc nha. Lên cho em mã suông. Lên cho em mã suông 25.000 thôi mọi người ơi, bên lụa cho em nha. Suông 25.000. Quá đẹp. Chị có nói mở hàng hả? Nhưng mà chị nói sao? Chị mở hàng 40.000 mà sao chị Hạnh? Chị Hạnh mở hàng trước rồi chị mở hàng sau. Mã hoa em chốt chị Kim Thúy nè. Còn nhiều con lắm mà. Em lên cho tha hồ lựa. Rồi đầm hoa em đang mặc 25 lên trên mã đầm hoa 25. Trời ơi, chị Hạnh với chị Thúy, hai chị khách của em là cùng bị cùng F0 cùng một lần luôn, bây giờ vô cùng một like luôn. Hay thiệt. Hai chị không hẹn mà gặp. Rồi xuông cho em 25 mấy chị nha, 65kg hổ lại mấy chị mặc đẹp. Con này là dán xuông cho em nha. Con này dán xuông banh lụa. Xuông 25 em chốt chị Trang Phạm. Hello chị Trang Phạm. Xuông 25 em chốt chị Trang Phạm. Mới đẹp nha mọi người. Những con nào mà em đã bán rồi là chỉ có đẹp thôi nha mấy chị nha. Bất cứ là giá nào nha, đẹp theo giá của nó. Không chị Hương ơi, 1m55 là chị mặc quần size số 1. Không có cắt lai đâu. Không có cắt lai đâu. Lên con siêu phẩm này mới đẹp, là bán rẻ thôi nè. Con này á, không biết cái của nước nào mà chữ nó là chữ này. Đó. Màu nó là màu tím nhạt cho em nha. Mấy chị nhóm chợ chấm like lên giùm em. Hai chị chắc cũng tầm là 45 tuổi không? 45, 47 tuổi không? U40 U4X. Trời con sẽ vai đẹp chưa mấy chị ơi. Lưng thun cho em nha. Lưng thun. Ở quên eo thun cho em. Tầm 60kg đủ lại mấy chị được. Con này bon lụa cho em hai lớp. Con lụa hai lớp nha. Ồ đẹp quá. Con này bán với chị mình 85.000 thôi mọi người nha. Vậy là chốt đầm tím, lên đầm tím cho em 85.000 thôi. Bữa trước em bán con này thật đó, mấy con kiểu này là tàn 120, 130 không à. Hôm nay mùng 1 bán rẻ. Lấy lọt. Mọi người chốt cho em đầm tím nha. Màu đó là màu tím nhạt. Đầm tím cho em 85.000 mọi người nha. Trời, con này mấy chị đi tiệc là hết nước luôn á. Đi tiệc là hết nói luôn. Đầm tím cho em 85.000. Eo thun dễ mặc mọi người nha. 60kg lại cho em là mấy chị mặc đẹp. Rồi đầm tím 85 em chốt chị Kim Thúy. Tiếng 85 chốt gì Kim Thúy. Mấy chị vào thử. Mấy con von này không có ai bán dưới 140, 150 hết đó mấy chị. Em đưa ra cái giá cho mấy chị là quá đẹp. Không có rộng đâu chị Hạnh. Em 45kg em mặc được mà. Sao rộng được? Con đó không rộng nha. Em 45kg đó, em mặc là bao ok. Tại vì cái đó là em thun đó chị. Em thun. Rồi cái con này 2 dây. Con này maxi cho em mấy chị đi biển. Đi biển cho em nha. Đẹp. Maxi dài. Đây. 2 dây. Dạng maxi nha mấy chị. Nè. Rồi con này 60kg lại cho em vừa mấy chị ơi. 60kg lại cho em vừa. Con này dài nha. Bán con này cho mấy chị mình 40. Chốt cho em maxi đen 40.000 đem. 60kg lại vừa. Maxi nha, chị làm tóc dáng dài mình lấy siêu dài luôn. Nên đứng sau mấy chị xem. Rồi chốt cho em mã maxi 40 dài tới cá chân của em luôn á. Không rộng đâu chị Hạnh, tôi nói không rộng. Chị 43 tuổi hay chưa? Em nói tầm chừng 45 mà. Rồi chứ là chốt đầm nha. Con này 60kg, 60-62kg thoải mái. Rồi lên cho em mã đầm 40.
cầm 40 cho em. Rồi con này màu tím, cũng màu, không phải màu tím mà hồng nhạt, ở dưới dập ly cho em nha chị, dưới dập ly. Dây kéo bên hông. Đây hai dây, đẹp chưa? Von hai lớp cho em nha, von hai lớp dập ly. Lo em rồi nha. Con này eo 74 đổi lại cho em vừa. Hết đầm tím rồi chị Tiết Mai Nguyễn ơi. Mấy chị nhóm chợ chấm like lên giùm em với mấy chị. Rồi chị nào chốt mã hồng lên trên mã hồng nè. Hồng này bán với chị mình bao nhiêu ha? Eo 74 đổi lại cho em. Cho nó có dây kéo mà em trồng vô được luôn đó. Đây, con này kiểu dày mấy chị. Rồi chốt cho em mã hồng cho em nè. Eo 74 đổi lại 40 ngàn cho mấy chị luôn, quá đẹp, trời ơi, bán giá thiệt á. Cái mấy con này mấy chị đi biển là bao đẹp luôn. Rồi ha, eo 74 lại cho em, chốt cho em hồng 40 ngàn nha. Ở dưới dập ly, ở dưới dập ly cho em. Rồi chốt cho em mã hồng, nó có dây kéo bên hông này nha mấy chị. Eo 74 cho em vừa nha. Rồi hồng cho em 40 luôn. Hồng 40, hồng 40. Chờ em xíu. Rồi con này mấy chị, cái này mình mặc ở nhà nè, dạng như là đầm suông mặc ở nhà thôi, mấy chị mặc ngủ luôn là đẹp. Chị Hạnh em vừa chứ, eo 74 thì con đó tầm chừng 53 ký đổ lại chị Hạnh. Tầm chừng 53 ký đổ lại cho em ha. Rồi con này dạng đầm suông đuôi cá, mình mặc ở nhà chắc phun mát, mấy chị mặc ở trong nhà, mấy chị mặc tối, mấy chị mặc ngủ cũng được nha. Rồi con này chốt cho em mã đầm hoa 30. Đầm hoa 30 cho em, số lòng 70 ký thì mặc được hết. Lên cho em mã đầm hoa 30 ngàn cho em nè. Hai dây này nha, đầm hoa 30 cho em. Vừa chị Hạnh ơi. Rồi chị nào chốt đầm hoa em mặc bầu bì vừa mặc thoải mái 30 ngàn nha. Thun mát lắm, ở dưới bèo, ở dưới nó bèo vậy nè. Đó, ở dưới bèo vậy nha. Rồi chốt cho em đầm hoa 30. Resize bao nhiêu ký cũng vừa. Vừa nha chị Hạnh, chốt chị Hạnh cái đầm đó nha. Xem lại con đen trắng ok chị. Con đen trắng bán 40 ngàn, nó lẻ bèo luôn á. Rồi cái hồng này em chốt chị Hạnh nè. Vừa nha, eo 74 là Hạnh vừa. Đảm bảo. Giùm em mấy chị. Chốt ok chị Hạnh, vừa đẹp. Giờ em lên lại con đầm đen nè. Đây mặc thử đầm đen nha, con này maxi cho em, chất thun co giãn. Con này em mặc nó rộng lắm đó. Con này phải 60 ký nha mấy chị, 60 đến 65 ký mấy chị mặc được nha. 60 đến 65 ký cho em. Con này em mặc hơi rộng đó. Chị nào mà tầm chừng phải 57-58 ký đổ lên là mặc được, là nó sẽ hơn dáng như vậy rất là đẹp. Bán 40 ngàn thôi. Chị nào chốt cái đầm em mặc lên cho em là đầm sọc đen cho em 40 ngàn nha. Còn chị nào ít ký thì mình dùng cái beo mình định lại cho em. Đầm sọc đen 40 ngàn cho em. Đây. Nó dạng maxi rất là dài luôn các bạn. Rồi vậy là chốt đầm sọc đen cho em 40. Dài nha mấy chị. Form nó là 58 đến 6 mấy ký. Chị nào dưới cái ký đó thì giống như em á là phải đeo vô, không có động thuộc hình nha. 40.
em mấy chị ơi, chốt chị Hạnh rồi, em chốt chị Hạnh rồi. Đầm là bao mới nha mọi người, đầm là xuất sắc. Ui con này nó sao mới lộn tới lộn lui vậy nhỉ? Ôi ơi, nãy giờ mới ra được cái đầm luôn. Đầm sọc đen. Rồi chị đầm tháng 3 lên giùm em số điện thoại nha. Cọc mới đi đơn nha người đẹp. Cọc hoặc chuyển khoản em mới đi đơn nha. Ok, lên số điện thoại xuống like nhắn tin địa chỉ qua giùm em ha. Rồi cái này đi tiệc nha mấy chị. Đầm này mấy chị đi tiệc cho em là ok nha. Đây màu nó là màu cà phê sữa. À, dáng của nó vậy mấy chị nha. Đó, có một cái nách chéo qua nè. Trời ơi, bên đây có một cái dây được eo cho em. Ừ, dễ thương chưa? Có chiếc sắt chưa? Màu nó là màu cà phê sữa cho em nha, cực kỳ sang. 5758 ký lại cho em vừa mấy chị. 5758 ký lại vừa nha, đẹp quá không? Rồi ha, con này bán cho mấy chị mình 70 ngàn thôi. 70 ngàn lên giùm em mã nâu. Chốt mã đầm nâu cho em nha, 5758 ký lại vừa. 5758 ký lại vừa, em cái nâu cột tới đó cho em nha. Rồi chốt cho em mã đầm nâu. Đó, con này nó giống như sống 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 lên đẹp. Rồi cái này em chốt chị đồng tháng 3. Nhớ inbox địa chỉ qua giùm em nha chị. Cọc mới đi đơn nha người đẹp ơi. Em báo giá từng cái chị Hình Mai. Cái em đang mặc là 70 ngàn. 58 ký lại cho em vừa. Màu nâu. Ok chị rằm tháng 3 nhớ inbox giùm em nha. Không inbox là em xả đơn ha mấy chị. Tại vì em không có chốt đơn gọi điện. Cái mẫu này em không có chốt đơn gọi điện. Em chỉ chốt qua tin nhắn thôi. Cà phê sữa em chốt chị Hạnh. Bảy mươi. Đẹp quá. Con đầm này mấy chị đi tiệc xem. Độ mới của con đầm này đó là 97% nha mọi người nha. Hãy là cỡ đó. Đẹp lắm luôn. Rồi ok chị Hạnh. Hết mã nâu. Hết mã nâu rồi chị Hình Mai. Rồi, con xếp ly 2 giây cho em. Con này dạng dáng đó, cũng như kiểu như là baby doll đó mấy chị, dáng bị như baby doll đó. 65 ký lại mấy chị cho em mặc thoải mái. 65 ký lại mặc thoải mái nha mấy chị, chốt cho em mặc bi xanh cho em 50 ngàn. Bi xanh 50 ngàn cho em nha. Bi xanh 50 ngàn, 65 ký đổ lại cho em mặc thoải mái. Rồi lên cho em mã bi xanh 50 giùm em. Bi xanh 50 cho em nha. Thun dày. Phần dưới này nó xếp ly cho em nè. Rồi bi xanh cho em. Bi xanh 50 ngàn cho em mấy chị. 65 ký thoải mái con này. Tại vì giá nó là baby đôn xè nha. Đó bầu bì mấy chị, bầu bì mặc cái này dễ thương. Rồi chị nào chốt bi xanh lên cho em mã bi xanh 50. Bi xanh 50 giùm em. Hết mã nu, hết mã cà phê sữa rồi mấy chị. Hết cà phê sữa rồi chị Kim Thúy. Bi xanh cho em 50 ngàn nha. 65 ký này cho em vừa. Lên cho em mã bi xanh. Rồi một con maxi. Một con maxi cho em nè. Maxi cho em nha, 58 ký lại cho em vừa mấy chị. 58 ký lại vừa. Trời ơi nó đẹp. 58 ký lại cho em vừa.
58 kg là cho em vừa nha. Chị nào chốt con này lên cho em mã xanh. Đẹp chưa? Mã xanh này bán với chị mình 60. Lên cho em mã xanh. Nó xi cho em nha. Rồi 60.000 em với chị. Chốt cho em mã xanh 58 kg. Cao cao một xíu 60 kg là mấy chị mặc một đường nha. Rồi chốt mã xanh dùm em. Ôm cái ngực ở trước rất là đẹp mấy chị. Còn là sao mấy chị cứ kéo cao lên. Hát sợ hở cứ kéo cao lên đi. Chấm like mấy chị ơi, hết thấy comment rồi. Rồi chốt cho em xanh nha. Xanh 60. Dạng tiểu thư rất là đẹp nha mấy chị. Phong dáng lịch sự tiểu thư cho em nha. Đẹp quá. Co giãn mạnh 60 kg nữa lại cho em mặc được mấy chị ha. 60 kg lại cho em được. Con này eo 76 đổ lại cho em vừa. Con này eo 76 lại vừa nha. Von 2 lớp, đầm von 2 lớp cho em. Đẹp lắm chị ơi. Rồi eo 76 đổ lại cho em nè. Đây, eo 76 lại cho em vừa nha. 85.000 lên cho em mã hoa nhí. Đẹp chưa mấy chị? Von 2 lớp. Cái tay của nó nè, cái tay nó là một cái bồng cùng một cái phủ lớp thêm ngoài nữa. Rồi chốt cho em mã hoa nhí 85. Ở dưới là nhập ly cho em nha. Eo 76. Eo 74, 76 là mấy chị mặc được đó. Rồi chứ là chốt nằm này lên mã hoa nhí cho em. Hoa nhí màu hồng hồng nó dễ thương lắm mấy chị ơi. Chị nào thích cái form dễ thương á, thích cái kiểu nó tiểu thư á, mình lấy. Rồi lên cho em mã hoa nhí nha. Hoa nhí eo 76 đổ lại cho em. Hoa nhí eo 76. Đầm body. Bao nhiêu ký chị mãi mãi? Tiểu thư em chốt chị Kim Thúy. Rồi lên mã hoa nhí cho em nha. Eo 76. Hoa nhí eo 74, 76 giùm em. Tiểu thư em chốt chị Kim Thúy. Mọi người ơi chấm chấm like lên cho em mấy chị. Mấy con đầm này mà mấy chị mua mới mà hiệu như vậy phải làm 300-400 ngàn một con. Mấy 60 kg là em không có rồi. Đầm body em toàn size S. Size M không à. Size S với M không à chị. Size S với M thôi. Rồi con này đầm ngủ nha mấy chị nha. Con
đẹp luôn đây, nhưng mà nó hoa văn cũng ít thấy gì lắm à, cực đẹp luôn. Con này bán rẻ nha, con này bán cho chị mình 20 thôi, con này bán cho chị mình 20 nha. Để em coi lại coi mặt có đường nào, may mặt ngược. Rồi chốt cho em ở đầm 20, đầm 20 cho em mặc trong nhà, mấy chị mặc quần đùi ở trong nó tối thì mặc ngủ mát. 60kg lại cho em mặc được, lên cho em ở đầm 20. Đây mấy chị nhìn nó hơi mỏng mỏng nha, chỉ mặc ngủ được thôi. Còn chị nào mà sexy model thì mặc đồ lót ở trong mà mặc cái này được. Chốt cho em ở đầm 20. Chị Kim Thúy được nha chị, được nha. Những cái đầm mà thun co giãn có dây buộc eo là mấy em nói form đó thì chị mặc được hết. Cái nào mà không được là em nói không được nha, cái nào mà chị chốt mà em nói không được là em nói không được, chứ em không cố bán đâu nha. Rồi cho em đầm 20 đó chị ha, tên em mã đầm 20, chứ em không cố bán đâu. Rồi bé Tiểu Thư đẹp chưa nè, đó chấm bi hay ha, chấm bi nha. Cái này có nút gài phía sau cho em, chị nha, có nút gài ở phía sau cổ nè. Hai lớp cho em nha mấy anh chị, dễ thương chưa. Rồi con này 55kg lại cho em, vừa lên cho em mã, lên cho em mã bi xanh, lên cho em mã bi xanh nha, 50.000 cho em bi xanh, 50.000 giùm em nha. Eo thun 55kg lại cho em, vừa chốt cho em mã bi xanh 50, bi xanh 50. Ở sau này nó có cái nút gài lại nè mấy chị, gài cổ lại là cái cổ nó sẽ đứng lên, tại em chưa gài đó, em chưa gài thôi, tại em gài đi em mở nó cực. Rồi bi xanh cho em nha, 55kg lại vừa cho mã bi xanh 50, bi xanh 50 giùm em. Một con đầm dáng suông cho em, trời ơi đẹp chưa mấy chị ơi, dáng suông nhưng mà có dây buộc eo mấy chị, buộc là nó ra dáng xòe nhẹ ở dưới hết á. Chấm like, chấm like mấy người đẹp. Cái này eo 78 đổi lại cho em nha mấy chị, hai lớp màu đen hoa nhí. Đó, rồi, cái dáng đẹp chưa, dáng dài dài. Cái bạn trước nó xéo đẹp lắm mấy chị ơi, bạn đằng trước nó xéo rất là đẹp luôn. Eo 78 cho em nha, rồi eo 78 cho em là vừa đẹp, có dây buộc eo. Eo 78 đổ lại là mấy chị mặc được hết nha, tại vì có dây buộc eo, eo tới đâu là mấy chị sẽ buộc tới đó cho em. Đây đẹp chưa, lên cho em mã đen hoa nhí 85.000 cho em. Eo 76, eo 78 đổ lại vừa chị, đen hoa nhí, đen hoa nhí cho em nha, vòn hai lớp. Trời quá là mới luôn nè. Ở trước mấy chị nhìn thấy hai cái bạc đầm nó xéo qua xéo lại thì tạo ra cái hình chữ V ngược, chữ V ngược ở giữa chân mình rất là đẹp luôn đó. 85.000 nha, cái này mấy chị đi tiệc là em nói bao xinh. Đen hoa nhí cho em 85, eo 78 đổ lại vừa. Lên mã đen hoa nhí cho em nha, đẹp lắm chị. Rồi đen hoa nhí, đen hoa nhí chị, eo 78. Chờ em xíu mấy chị,
nhí. Rồi đây, lên cho em con này kiểu nó là thổ cẩm nha mấy chị. Họ tiết thổ cẩm cho em nha. Rồi con này 52 53 kg lại cho em vừa thôi. 52 53 kg lại vừa nha mấy chị nha. Chốt cho em mã thổ cẩm 50. Lên mã thổ cẩm cho em 50.000, 52 53 kg lại vừa. Chốt mã thổ cẩm 50 cho em. Họ tiết thổ cẩm đẹp mới. Rồi chị nào chốt này lên cho em mã thổ cẩm cho em nha. Thổ cẩm cho em mấy chị. 50 52 53 kg lại cho em vừa, lên cho em mã thổ cẩm 50.000. Đen hoa nhí chốt chị Nguyễn Thúy. Đen hoa nhí chốt chị Nguyễn Thúy. À size to hả chị, bao nhiêu ký rồi chị Trang Phạm? Eo bao nhiêu để em lựa em lên cho. Chị bao nhiêu ký chị? Rồi thổ cẩm cho em mấy chị nha, 52 53 kg hưởng lại. Chốt cho em mã thổ cẩm 50. Thổ cẩm 50 giùm em. Thổ cẩm 50. Trời ơi con đen dài này đẹp lắm nè mấy chị nè. Chị bao nhiêu ký để em lựa em lên. Trời ơi nó sang quá chị ơi. Sang cực kỳ sang cho em luôn ha. Năm bảy ký lại con đen này vừa mấy chị, 5-7 ký lại vừa nha. Chị nào chốt con đen em đang mặc 85.000 lên cho em mã đen 85. Quá đẹp luôn. 57 kg lại cho em mặc đẹp. Rồi sang quá trời sang luôn. Lên cho em mã đen 85 nha mấy chị. Ồ đẹp sao nè. Ở dưới nó có đi đu cá rất là đẹp. 57 kg lại cho em vừa chốt cho em đen 85. Đen hoa nhí em chốt chị Kim Thúy rồi. Đen hoa nhí em chốt chị Kim Thúy mà. Đen hoa nhí em chốt chị Kim Thúy rồi ha. Rồi chị nào chốt con đen em mặc là đẹp chưa? Ồ đi tiệc là em nói với chị. Tao sang con đầm này luôn. Đơn giản mà rất là sang. 57 kg đủ lại cho em vừa nha. 65 kg 1m55 hả? Để em kiếm nha chị. À, cái dáng đó là hơi bị ít. 65 kg 1m55. Sáu lăm ký 1m55 là eo bao nhiêu ta, phải em biết vậy phải biết eo em mới lo được chưa ta. 65 kg 1m55 eo là phải tám mấy á chị Trang Phạm. Eo phải là 86 cỡ đó. Rồi con này eo 86 cho em nè. Con này eo 86 nha mấy chị, dáng baby doll đó. Dáng baby doll như vậy nha. Đó. Eo 86 em mặc thử con này. Em chốt con đen cho chị Thúy rồi mà. Em đây con này eo 86 nè chị. Đó. Dáng nó dáng baby doll suông suông vậy không? Eo 86 chị nào dưới eo 86 rộng thì cứ
đính đeo lại thôi nha, nhìn cái dáng em mặc đó hả, thôi về kêu mặt rộng hơn. Trời, con này giống Vinh quá, giống Vinh quá à, đẹp dữ lắm luôn. Hai lớp ship ly cho em, gọi chị là chốt hoa nhí đen lên, hoa nhí đen giùm em nha, hoa nhí đen cho em 85, đẹp lắm mấy chị. Đây chị, con này mình vừa đẹp là chị Trang Phạm, thôi con này em bán chị để rẻ 75 thôi, 75 nha. Đó, chị là chốt con này lên thì em mã hoa nhí đen, hoa nhí đen cho em mấy chị thôi, em chưa kéo hết thì kéo nha, em 86 là cho em vừa, hoa nhí đen 65kg 1m55 thì eo của mình tầm chừng 84-86 á chị. Rồi hoa nhí đen cho em nha, 75. Hoa nhí đen 75 giùm em. Cái nào cũng đẹp, cảm ơn chị Mai Thanh. Rồi hoa nhí đen cho em 75. Ôi đẹp chưa mọi người ơi, đẹp chưa, đẹp chưa, con này mặc bẹp vai cho em được nè. Con này nó là màu xanh ngọc nha mấy chị, màu xanh ngọc cho em nha. Trời ơi chị Hạnh lấy con này đẹp lắm Hạnh nè, lên cho em mã xanh ngọc con này mấy chị, mặc bẹt vai cho em là ok, rất là xinh luôn. 85.000 lên cho em mã xanh ngọc, xanh ngọc cho em 57kg lại cho em vừa, eo thun nha. Đó con này là dáng, cái dáng phần trên nó là nó thuận vậy nè chị Hạnh, chứ không phải là mặt rộng đâu chị, ai mặc nó cũng thấy thuận như vậy hết trơn á. Rồi lên giùm em nè, cái này mấy chị mặc trên vai cũng được mà mặc dưới vai cũng được giùm em nha, tiểu thư rất là sang. 85.000 thôi, chốt cho em mã xanh ngọc, 85.000 lên mã xanh ngọc giùm em, von hai lớp cho em nha, quá đẹp, von hai lớp mấy chị nha, đây cực kỳ đẹp, dày ở trên cũng hai lớp cho em, một lớp trong một lớp ngoài nè mấy chị, đó hai lớp nha, xịn sò. 85.000 thôi, lên cho em mã xanh ngọc, thôi nhí đen chốt chị Trang Phạm. Hàng em bao lỗi mấy chị yên tâm nha, bao lỗi bao mới, cái nào lỗi mà trên like em nói, em thấy em nói trên like, còn lỡ như em không thấy mấy chị nhận hàng báo lỗi là em đổi liền cho mấy chị yên tâm nha. Thôi nhé chú chị Trang Phạm 75. Rồi con xanh ngọc em đang mặc nha, 57kg lại vừa, eo thun. 85 giùm em mấy chị, 85 chỉ là chốt xanh ngọc lên trên mã xanh ngọc, đẹp con này đẹp mà mấy chị không lấy. Rồi lên mã xanh ngọc thì em, em nhớ mấy con to nhiều lắm mà em để đường nào vậy, nhìn tiền muốn ra vậy ta, chữ tăng to nhiều lắm. Rồi con này body, con này body nhúng, con này body nhúng cho em nè, chấm lại mọi người, 11 giờ rồi. Bo tiên giống tay bo cho em luôn nha. Rồi con này bán mấy chị mình 60 thôi. Ờ có dây kéo bên hông nữa nè mấy chị. Con này nhỏ mấy chị nha, rồi con này 52kg lại cho em vừa thôi, chốt cho em mã body 60, body 60 cho em cái kiểu tay nó gì nè mấy chị nè, kéo con về cho nó thủng xuống đó. Rồi chứ là chốt body xanh lên, body xanh giùm em nha, body xanh cho em 52kg lại cho em vừa đó, cái phần này nó nhúng xuống như này mấy chị. Rồi 52kg lại cho em vừa nha, chốt cho em mã body xanh, body xanh 60.000 giùm em. Nó là hoa nhí, em đứng gần với chị xem đó, nó là hoa nhí nha, một nền xanh hoa nhí vàng. Rồi chốt body xanh cho em 60, 52kg lại cho em vừa, body xanh 60.
sân 60 rồi, con này bự nè. Con này dạng suông mấy chị nha, dạng oversize á, bự như thế này nè. Con này chắc 70 kg cũng mặc vừa nha mấy chị. Đó. Bự rộng vậy nha. Rồi con này bán chị mình 40. 40 ngàn cho em, nó là chấm bi. Này mấy chị đính neo lên là đẹp sang lắm. Rồi 40 ngàn nè. Lên cho em mã bi hồng 70 kg, mặc thoải mái cho em vì nó là oversize, nó là resize. 70 kg lại vừa chốt cho em mã bi hồng 40 ngàn cho em nha. Bi hồng cho em 40. Rồi chứ là chốt bi hồng cho em mã bi hồng 70 kg mặc thoải mái. Đây nha, 70-75 kg thì mặc cũng được hết. Rộng hết thì chính là, rộng hết thì cài keo lại nhìn em. Bi hồng cho em 40. Rồi con đầm nu, đầm nu có nút dài phía sau nè mấy chị nè. Chấm like lên cho em mấy chị ơi, còn ai xem không? Lên cho em mã bi hồng 40 ngàn. Con này màu nu mấy chị ha. Rồi eo thun rất là đẹp luôn, dễ mặc. Eo thun dễ mặc. Chấm like lên nha mấy chị. Rồi bên đây nó có một cái nơ nó bèo 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 xuống, rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Rồi 57 kg lại cho em vừa chốt cho em mã nu. 57 kg lại vừa chốt cho em mã nu. Nu này bán với chị mình 50 thôi. Nu 50 cho em. Nu 50 cho em. Bi hồng em chốt chị Trang Phạm. Ủa 10 người sao máy của em nó lại không hiện ra. Bi hồng em chốt chị Trang Phạm. Dùm em nha. Rồi lên về em mã nu mấy chị. Eo thun cho em 57 kg lại cho em vừa. 50 ngàn chốt cho em mã nu. Nu 50 dùm em. Nu 50. Rồi cái con này. Ui, con này đẹp quá à. Trời ơi, bự à. Đây, con này nó có hai cái dây phía sau cột bên ngoài lưng để mặc cho. Đồ con này hiệu của hoa hồng đẹp lắm nha mọi người nha. Nè, hiệu của nó này mấy chị thấy chưa? Con này là phi lụa cho em, rất là đẹp luôn, mới mặc mát rồi rưỡi. Chị nào lấy cái đầm hoa hồng này đi mọi người ơi, đẹp lắm. Hai lớp cho em nha. Trời ơi quá đẹp luôn chị. Nè cái dây này là mấy chị buộc ở đây và thả cái nơ xuống ngay chỗ cái vai mình xuống nha. Trời ơi đẹp chưa mấy chị ơi. Lên mã hồng cho em nha. Lên mã hoa hồng cho em 85 ngàn thôi mấy chị. Lên cho em mã hoa hồng. Đếm đo em nha. Mã hoa hồng cho em. Mã hoa hồng cho em eo 76. Chốt cho em mã hoa hồng eo 76 giùm em nha. Rồi mã hoa hồng eo 74-76 là mấy chị mặc được. Mã hoa hồng cho em mấy chị 85 ngàn lên cho em mã hoa hồng. Rồi mấy cái này mặc chụp hình đẹp dữ lắm luôn mấy chị. Hoa hồng eo 74-76 giùm em nha. 85. Không có dây kéo, chỉ trồng vô thôi. Đây em có cái đầm này của, để coi chị Phượng gửi lại. Chị mặc hơi bị chặt, chị nói hơi bị chặt. Rồi cái đầm này 95 ngàn này, chị mặc chặt chị gửi lại. Đó, nghe mấy chị thấy không, chặt gửi lại trả tiền hết, yên tâm ha. Ủa có một cái hả ta.
này là chị nói chị mặc rộng nè, chị 67 kg mà chị kêu chị mặc rộng nè, mụ ơi chị nào lấy thì chốt nha. Em sale luôn con này cho mấy chị mình 60 thôi. Chị kêu là mặc rộng á, chỉ là 67 kg. Tại vì cái đầm này bữa em like có nói là to. Đầm này bữa em like có nói là to 75-80 kg mặc cũng được, nhưng mà chị nào nhỏ ký thì mình cứ nghịch cái mail vô, cái mail vô cho em nha, chứ không phải là em không nói bự, nhưng mà em vẫn cho trả lại luôn nha mấy chị, bán hàng thoải mái gì thôi chứ. Rồi con này nha, em nói rồi 75-80 kg đổ lại cho em đó. Còn chị nào mà rộng thì em yêu cầu là phải bill lên thì nó mới đẹp được. Cái đầm này, những con đầm này rồi mấy chị phải mặc giày nó mới đẹp được nha, tại vì dáng nó suông rộng dành cho người bự. Súp ly rồi, giờ em xả con này 60 luôn. Chị nào chốt chốt hồng lên cho em, mã hồng 60.000, mã hồng 60.000 cho em nha. Đẹp 65-75 kg mặc được cho em, lên cho em mã hồng 60 xả luôn. Chứ con này buổi trước em bán là 95, cái bịch còn chỉ còn để giá cho chị nào. Giá 95. Chấm la giùm em mấy chị ơi. Rồi cái này chốt hồng cho em hồng nha, 60 xả luôn. Đó, dáng nó xung rộng nha. Trời ơi, em này đẹp quá nè. Đây, xin chưa. Xin chào chị Ánh Viên. Chấm like lên giùm em, còn người xem không mấy chị ơi, xuống like. Trời, con này là của Vinh Nhật hay gì đó, cái dáng đó. Rồi, Made in Korea là của Hàn nha mấy chị. Dáng của này của Hàn nha, Made in Korea, đẹp. Trời ơi, rất là đẹp luôn. Chấm like giùm em mấy chị. Eo thun. Xin mấy chị đằng sau nó có cái nút gài trên cổ nha. Rồi con này nhỏ, con này 53 kg lại cho em mặc được nha, đẹp chưa. 53 kg lại vừa đó, đám mấy chị mình con này 85.000 thôi nha mấy chị. 53 kg lại cho em vừa. Cái màu nó là màu riu riu xám xám, chốt mã xám cho em, chốt mã xám cho em, con này sang lắm luôn nè chị Hạnh nè. Rồi chốt mã xám cho em 85 nha, mấy con này quá đẹp luôn. Eo thun cho em 55 kg lại vừa nha, 55 kg lại cho em vừa thôi. Rồi chốt này lên cho em mã xám, mã xám giùm em 85. Rồi đẹp chưa, 55 kg lại cho em vừa nha. Chốt cho em mã xám 85.000, hai lớp đẹp. Em chào chị Rô Nguyễn. Xem lại con hồng, con hồng này bự nha chị, con hồng này bữa em bán là 95 mà đó, khách mặt rộng gửi lại cho em thì giờ em xả luôn 60 đó. Con hồng này dáng nó suông bự nha, có nút gài phía sau cho em ha. Đây, con hai lớp dập ly đó, màu nó là màu hồng phấn nhẹ nhẹ rất là đẹp. 65-75 kg nha mấy chị. Những con này em nói rồi, chị nào mặc rộng là phải đính beo vô. Rồi chị đó không thích thì em vẫn cho gửi lại luôn, mà giờ bán xả luôn còn có 60 thôi. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là chị nào cứ vững về không thích gửi lại là không được nha mọi người ơi. Chỉ thì lâu lâu bắt đắc dĩ thôi nha, chứ không phải ai cứ không thích gửi lại là chết em luôn á. Mình coi like kỹ giùm em nha. Cái mặt lên cho em mã hoa xám nha mấy chị, hoa xám giùm em nha. 85-55 kg lại vừa, chốt cho em mã hoa xám. Một con maxi, maxi nha mấy chị ha. Đây, dài luôn, hoa xanh. Rồi chị nào chốt maxi là lên cho em mã maxi 60.000 cho em á. Maxi, chốt mã maxi cho em 60, 57, 58 kg lại cho em vừa.
60.000 chốt lại maxi cho em. Đây ha mấy chị. Rồi 5758 ký lại vừa giùm em nha. Chị nào chốt maxi lên thì em mã maxi ha. 5758 ký lại cho em vừa. Những con maxi này nó hay ngực hở ngực lắm nha mấy chị, sợ hở ngực thì mấy chị phải mặc áo dây rồi gì thêm ở trong ngang đây cho em, áo hai dây á. Rồi ngang đây nè. Rồi lên cho em mã maxi 60. 5758 ký. Xu ở đây nè. Hẹn chị. Trong đây có con to nhiều lắm nè, để thử. Thử lựa cho chị Trang Phạm chị chốt nè. Đây những con này dáng xu đẹp nha. À quên, dáng phong phong gì gọi là phong phong rộng, phong phong chữ A, gọi là phong chữ A. Rồi 65 kg cho em thoải mái nè mấy chị. 65 kg lại cho em thoải mái nha. Con này bán mấy chị mình 50. Lên cho em mã bi đen 50 cho em. Bi đen cho em là 50 nha. Dáng chữ A, dáng rộng, von hai lớp. Rồi đây. Chị là chốt bi đen lên cho em mã bi đen 50. 65 kg lại cho em mặc được. Rồi chốt cho em bi đen 50. Đó. Thật sự mấy con này mấy chị ơi, cứ lịch cái lịch vô cho em là còn cái lịch là nó đẹp hết á. Đó, là nó đẹp hết nha mấy chị. Những con này mấy chị cần đính cái lịch vô cho em là nó đẹp tuyệt vời. Rồi bi đen cho em 50. Bi đen 50. Trời con này em nó đẹp lắm mà em tặng mấy chị. Tại vì nó mỏng về mấy chị mặc ngủ. Thằng bé giúp em là tặng đầm, tặng đầm ngủ cho em. Con sụt cực kỳ là đẹp luôn mấy chị, thiệt sự. Size 2L thì con này 65 kg mấy chị mặc được. Size 2L rồi comment em là tặng nha. Tặng đầm cho em. Tặng đầm giùm em. Hơi mỏng về mấy chị mặc ngủ. Tặng đầm cho em mấy chị ha. Cái này là cái gì đây? Tặng đầm cho em. Rồi đây chị, mấy con này 65 kg đó chị mặc quá trời là đẹp luôn. Đây chị Trang Phạm ơi, bi đen 50 chốt chị Trang Phạm. Rồi con này lên cho em mã hoa đen. Con này 65-70 kg cũng mặc được. 65-70 kg chị mặc được. Chốt cho em mã hoa đen. Hoa đen bán cho chị mình 40. Hoa đen bán với chị mình 40 nha, được chưa? 65-70 kg cho em mặc được nha. Dưới ký thì mặc hơi rộng giống em. Rồi lên cho em mã hoa đen 40. Rồi bán 40.000, cái đầm này nó rẻ quá trời luôn. Hoa đen 40.000 cho em nè. Hai lớp nha mấy chị. Hai lớp nha. Xịn sò. Rồi bi đen em chốt chị Trang Phạm. Hoa đen này em bán 40 thôi. Hoa đen bán 40 thôi nha. Là đẹp luôn, nhiều chị hay thích hay mặc đầm ngủ quá là cái này quá đẹp luôn. Chấm chấm like giùm em.
hôm nay 15 phút nữa em xuống nha. Đây 15 phút nữa thì là em xuống đây. 15 phút nữa em xuống đây. Nè. Rồi. Đây. Siêu phẩm luôn, hiệu của Fila là mấy chị biết rồi đúng không? Hiệu của Fila cho em nha, đầm su. Hiệu của Fila nè mấy chị, dép là áo nè. Đó. Rồi con này lên mã hiệu cho em nha, 65 kg mặc thoải mái giúp em mấy chị, 65 kg lại cho em mặc thoải mái. Rồi lên này cho em mã hiệu nha, hiệu này em bán chị 60 thôi. Thường hiệu bán cao mà em muốn bán cao đâu. Hiệu 60 cho em thôi nha. 65 kg lại cho em thường. Chốt cho em mã hiệu 60. Ở trên đây trên ngực mình nó cũng có chữ Fila, trên mặt cổ áo cũng có chữ Fila. Đó, cái này nó chỉ rút rút này nó cũng thuận thành những cái đồng mà nó bo eo sẵn rất là đẹp. Rồi bán 60 con này thôi. Chốt cho em mã hiệu 60. 65 kg thoải mái. 65 kg thử lại thoải mái cho em nha. Chốt cho em mã hiệu 60 giùm em. Thôi đem 40 chốt chị Trang Phạm. Tặng cho mất ngủ chơi đó. Thôi đem chốt chị Trang Phạm. Hiệu 60 chị Mai Thanh. Chốt chị Trang Phạm rồi. Rồi con này eo nhỏ chị, eo 68 size S. Eo 68 thổ cẩm, chốt cho em mã thổ cẩm size S nha, eo 68. Con này bán chị mình 70 nha. Rồi lên giúp em mã thổ cẩm, dáng dài qua gối. Lên cho em mã thổ cẩm. Thổ cẩm 60 giùm em. Thổ cẩm 60. Mấy con này hiệu không à, nhưng mà không biết hiệu gì thôi. Còn những hiệu nổi tiếng như Fila đồ đó, mấy cái đó là hiệu Nai đồ đó, mình là mình biết ha. Phải không chị? Rồi 65-70 kg gì mặc được thôi, dán suông cho em nha. Con này bán với chị mình 30 thôi. 30. Vậy là chốt con này lên cho em mã hoa 30.000 giùm em. Con này kiểu nó cánh dơi với chị. Đây, để em địch lại coi, phần trên nó thụng và hai cái tay nó rủ xuống rất là đẹp nha. Bán 30 con ngày thôi nha. Nè, hai cái tay nó, mấy chị thấy đẹp không? 65-70 kg cho em đều mặc được. 65-70 kg đều lại mặc được đó. Hai cái cánh tay của nó là một nhiều cánh dơi vậy đó, cũng đẹp. Bán 30. Tại vì cái hình ở dưới đây nó hơi nhìn nó hơi trẻ trẻ. Rồi lên cho em mã đầm 30. Đầm 30 cho em nha. Đầm 30 mấy chị. Đầm 30. Đầm 30, 30, 30. Rồi một con đen. Cái kiểu cổ nó dễ thương chưa? Tới 11:30 nghỉ nha mọi người. Em thấy còn có mấy chị xem à. Rồi con này dán dán chữ A cho em nè, xề dưới nè. Chip ly.
tới gói nha mấy chị nha, tới gói, tới đầu gói. Có thấy comment rồi mà mấy chị. Con này 55 kg lại cho em vừa nha. 55 kg đổ lại vừa, chốt cho em mã. Chốt cho em mã đen, chốt cho em mã đen 50. Mã đen 50 cho em nha. Rồi lên cho em mã đen 50 mấy chị. 55 kg lại cho em vừa, chốt cho em mã đen 50. Đen 50 giùm em ha. Rồi chứ là chốt đen cho em mã đen 50. Hoa 30 em chốt chị Trang Phạm. Hoa 30 chốt chị Trang Phạm. Lên cho em mã đen 50 mấy chị. Lại vừa à, chị nào thích mặc à, suông à, dạng nó phồng phồng ra vậy thả suông ra cho em cũng đẹp nha, cổ đẹp nữa nè, đó đính đá hết trên này. Rồi con này còng không có dây kéo nha mấy chị nha. Eo thun. Rồi con xanh đẹp chưa? Rồi con xanh này 65 kg lại cho em mặc được. 65 kg lại cho em mặc được nha mấy chị. Chốt cho em mã xanh 60. Con này em mặc rộng quá. Con này phải tầm chừng, phải tầm chừng 53 kg đổ lên cho em nha. Như em mặc hơi rộng em rồi nè, 53 kg đổ lên cho em đó, 53 đến 65 kg cho em vừa. Rồi chốt cho em mã xanh, mã xanh 60 giùm em nha. Cái tay này dễ thương chưa. Rồi lên giúp em nha, xanh 60, 53 đến 65 kg, 53 đến 65 kg giùm em nha, dưới 53 kg là rộng. Rồi chốt cho em mã xanh 53 65 kg 60, lên mã xanh cho em 53 65 kg. Rồi cái con này kiểu này nha chị, kiểu mặc nhìn vô giống như là mình mặc một cái quần đùi với lại một cái áo khoác vậy đó, nhưng mà nó là cái đầm nha, cái đầm sơ mi đút dài chị. Con này dễ thương. Con này mua đen đẹp lắm nè. Rồi chứ này chốt con này lên nhìn em mã đồng phối. Rồi con này xong em xuống like nha mấy chị nha. Con này xong em xuống like. Hết người xem rồi. Con này lên mã đồng phối cho em. Thì sao nó có nó xúc nát. 65 kg lại cho em thoải mái. Rồi lên cho em đồng phối 50. Có hai cái túi này cưng chưa. Đồng phối cho em 50. Rồi 65 kg lại cho em vừa nha, cổ sơ mi 65 kg lại cho em vừa, chốt cho em mã đồng phối 50 đi. Đồng phối cho em 50. À quên, không phải cổ sơ mi mà là nó có nón ở ngoài sau. Đó, chỉ cái này chị nào thích phối thêm cái áo thun có tay ra cho em, có tay tới đây. Áo thun màu đen có tay ra. Với cái màu đen này rất là đẹp luôn. Phù hợp với cái nón đen trên đây luôn. À, mặc một cái áo thun tay lỏ tới đây. Màu đen cho em là đẹp. Rồi lên cho em đầm phối 50. 65 kg lại vừa nha. Chốt đầm phối giùm em. Rồi em xuống like nha mấy chị. Chỗ con này đẹp mấy chị này. Em để mặt. Đầm phối 50 cho em nha. Nãy giờ đâu thấy chị Mai Thanh chọn đâu. Em xuống like cho mấy chị, còn 2-3 người xem mà có like gì nữa. Đầm phối 50 chốt chị Trang Phạm, con này đẹp lắm chị. Trời mấy chị
ơi em xuống like nha, cảm ơn mọi người, chúc mấy chị mình ngủ ngon ha, bye bye mấy chị, rồi cái này em